Quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã chính thức lên tiếng để giải oan cho Phi Nhung về việc tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Và sau đây sẽ là nguyên văn chia sẻ của quản lý ca sĩ Phi Nhung. Và nếu ai đã từng tiếp xúc với Phi Nhung, chắc hẳn sẽ thấy Phi Nhung của tôi chỉ đơn thuần là một người làm nghệ thuật đúng nghĩa mà không hề quan tâm hay tính toán đến vật chất và tiền bạc. Đã có rất nhiều tình huống cười ra nước mắt khi cô ấy không phân biệt được tờ 500k và tờ 20k. Chắc hẳn đã hơn một lần bạn nghe Phi Nhung nói cô ấy không có tiền trong người. Điều này hoàn toàn chính xác. Và một người như vậy, bạn nghĩ có thể tính toán xem là cái này có lợi hay có hại về mặt kinh tế hay không? Vì thế hôm nay quản lý chính thức của ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng một lần duy nhất về vấn đề mà dư luận đang quan tâm hiện nay là tiền đi hát của Hồ Văn Cường. Và quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng khẳng định Phi Nhung không hề liên quan đến việc này. Khi nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi, Cường mới chỉ bước qua vòng 1. Và Phi Nhung thương hoàn cảnh gia đình khó khăn của Cường và thương xót năng khiếu của Cường và muốn góp phần nuôi dạy Hồ Văn Cường, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và lo cho Cường được tiếp tục đi học và lo cho Cường phát triển năng khiếu và cũng lo cho Hồ Văn Cường có chỗ hát để giới thiệu và cũng chỉ muốn Cường nên người và thành ca sĩ thật sự. Và Phi Nhung cũng chưa từng biết Hồ Văn Cường cắt xê ra sao, cũng như chưa từng quan tâm đến cắt xê của chính mình trong từng show diễn. Và quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng nhắc lại là Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường chỉ vì ca sĩ Phi Nhung muốn lo cho Cường được đi học đàng hoàng đúng như lời ca sĩ Phi Nhung đã từng nói, và sau đó muốn chỉ dạy và nâng đỡ thêm trên con đường nghệ thuật cho Hồ Văn Cường. Do vậy thì Phi Nhung đã nói rất nhiều lần với Hồ Văn Cường ngay từ khi mới bước chân vào nhà là tất cả chuyện tiền đi hát con nói chuyện riêng với quản lý, chứ mẹ không hề biết đến việc đó. Và tất cả những chuyện liên quan đến tiền của Hồ Văn Cường thì quản lý của ca sĩ Phi Nhung hoàn toàn chịu trách nhiệm và đứng ra xử lý. Và tôi sẽ giải quyết tất cả những chuyện này cùng với Hồ Văn Cường chứ không phải ai khác trong ngay hôm nay, và hy vọng Phi Nhung của tôi sẽ được yên lòng ở nơi đó. Và đó cũng là những chia sẻ mới nhất của quản lý ca sĩ Phi Nhung, và cũng đứng ra để bảo vệ cho Phi Nhung bởi những ồn ào này hiện tại đã tồn tại đến 4 năm tháng nay và vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Và quản lý cũng thông báo rằng sẽ đứng ra để giải quyết tất cả mọi việc với Hồ Văn Cường để cho ca sĩ Phi Nhung có thể được yên nghỉ ở nơi đó. Và không chỉ có riêng quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng để đính chính bảo vệ cho ca sĩ Phi Nhung, mà ngay cả Trang Trần, được biệt danh là Trang Khàn, cũng có chính thức lên tiếng và nửa đêm đã đến tận nhà của ca sĩ Phi Nhung để livestream và hỏi Hồ Văn Cường là có nhờ ai đòi tiền hộ không. Và 11 giờ đêm ngày 9 tháng 10 thì Trang Trần thì cũng khiến mạng xã hội xôn xao và khi livestream trực tiếp tại nhà của cố ca sĩ Phi Nhung. Và cựu người mẫu này cũng cho biết thêm là muốn hỏi rõ Hồ Văn Cường về vấn đề tiền đi diễn ồn ào suốt thời gian qua. Và tự nhận là fan hâm mộ của ca sĩ Phi Nhung suốt 19 năm nên Trang Trần rất bức xúc trước câu chuyện của cố nghệ sĩ bị nói là không trả tiền cho con nuôi. Và Trang Khàn đã quyết định sang để hỏi trực tiếp Hồ Văn Cường và gia đình em về vấn đề này. Và 11 giờ đêm Trang Trần đã tới nhà của ca sĩ Phi Nhung để tiếp tục livestream. Và theo Trang Trần nói trong livestream, khi câu chuyện này bị khui ra cách đây 4 năm tháng thì công ty của ca sĩ Phi Nhung đã làm rõ vấn đề về tiền bạc với gia đình của Hồ Văn Cường. Và mẹ đẻ của em biết số tiền 6 năm đi hát của Cường là bao nhiêu, tuy nhiên Phi Nhung muốn để cho Hồ Văn Cường thi xong đại học rồi sẽ giải quyết tiếp, nhưng nay thì đã không kịp nữa rồi. Và trong suốt 18 phút và với hơn 24.000 người theo dõi trực tiếp, và Trang Trần liên tục hỏi về Hồ Văn Cường là có nhờ ai để đòi tiền hộ không và động viên em đưa ra những quan điểm để khán giả được biết. Và em có nhờ vả bất kỳ ai trên cuộc đời này, trong cuộc sống này, nhắn tin nhờ ai là đòi dùm tiền đi, có nghĩa là đòi dùm tiền đi hát của Hồ Văn Cường bấy lâu nay đối với ca sĩ Phi Nhung. Và cũng mặc nhiên sự hỏi dồn dập từ đối phương thì Hồ Văn Cường chỉ cúi gằm mặt xuống mà không lên tiếng. Và Trang Trần cũng khẳng định Cường không dùng mạng xã hội, thậm chí tới hôm nay mới nghe tin về điều này. Và mẹ của Hồ Văn Cường bên cạnh cũng lộ rõ vẻ mặt bối rối và ấp úng, trả lời chỉ là tin đồn và mong mọi người thôi bàn tán để Phi Nhung được yên nghỉ. Và với cộng đồng mạng thì em muốn nói là mấy cô, mấy chú, mấy bác đừng có tin đồn oan cho chị, và chị mất rồi hãy để cho chị yên đi. Đó cũng là những chia sẻ của mẹ Hồ Văn Cường. Và Trang Trần cũng khẳng định bản thân không hề ép Hồ Văn Cường mà chỉ muốn nói rõ, và cô mong những ai không có giấy ủy quyền của Hồ Văn Cường về chuyện đòi công lý, tiền thì nên dừng lại và tôn trọng em và gia đình em. Và cuối cùng trước khi kết thúc livestream thì cựu siêu mẫu cũng cho biết là nhận mọi gạch đá của dư luận. Và mẹ của Hồ Văn Cường cũng ấp úng trả lời mọi chuyện chỉ là tin đồn và cũng mong mọi người đừng có bàn tán nữa để cho Phi Nhung có thể được ra đi thanh thản.
Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi rồi. Nhưng những chuyện lùm xùm hiện tại đối với việc tiền cát xê đi hát của Hồ Văn Cường thì vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Và hiện nay thì vẫn đang gây tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội về việc ai sẽ có thể chi trả số tiền cát xê đó cho Hồ Văn Cường. Và cũng thông qua việc này thì cũng đại diện của ca sĩ Phi Nhung trước đó đã là người lo cho cuộc sống cũng như tất cả mọi việc cho ca sĩ Phi Nhung suốt 10 năm nay đã chính thức lên tiếng rằng quản lý của ca sĩ Phi Nhung sẽ đứng ra để lo cũng như là đã hoàn tất được tất cả những số tiền đó cho Hồ Văn Cường để ca sĩ Phi Nhung có thể sẽ được ra đi thanh thản. Và quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng khẳng định là đối với số tiền đi hát cũng như là tiền cát xê của Hồ Văn Cường thì không có liên quan đến ca sĩ Phi Nhung, mà tất cả sẽ do quản lý của ca sĩ Phi Nhung toàn quyền quyết định cũng như lo liệu mọi cát xê cũng như là những chi phí cho Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung trong suốt thời gian qua. Và cũng vào buổi sáng nay thì nghệ sĩ Việt Thương cũng đã hoàn thành những thủ tục cuối cùng và đã đưa cho cốt của ca sĩ Phi Nhung từ Việt Nam qua bên Mỹ thành công với hơn suốt quãng thời gian là 30 giờ bay từ Việt Nam qua bên Mỹ. Và sáng nay thì Wendy cũng những người thân cũng đã đến tận sân bay Los Angeles để có thể đón được nghệ sĩ Việt Thương và cuối cùng cũng đã được nhận cho cốt từ chính người mẹ của mình và đã trông mong bấy lâu nay. Và như chúng ta cũng đã biết là Phi Nhung cùng với Wendy đã xa nhau khoảng thời gian là gần 2 năm nay. Và ước nguyện cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung là khi hoàn tất những công việc ở tại Việt Nam, những công việc thiện nguyện thì sẽ quay trở về thăm con gái. Và cũng như là Wendy cũng rất mong muốn có thể gặp được mẹ mình. Và trong quãng thời gian là 2 năm xa cách thì Wendy cũng đã sinh hạ được 2 người con và cũng chưa một lần được gặp bà ngoại của mình là ca sĩ Phi Nhung. Và cũng sau một quãng thời gian rất gian nan và làm tất cả những thủ tục cần thiết thì buổi sáng nay thì nghệ sĩ Việt Thương mới có thể đưa được cho cốt của ca sĩ Phi Nhung trở về bên Mỹ để thăm con gái. Và cũng sau gần 2 năm xa cách thì hiện tại ca sĩ Phi Nhung đã trở về và không còn một thi hài nguyên vẹn và chỉ còn là một hũ tro cốt. Chúng ta cũng đã biết là Việt Thương cũng như tất cả người nhà, người thân ở tại Việt Nam cũng đã cố gắng hết sức để có thể lo tất cả mọi thủ tục. Để có thể rằng là hoàn tất thủ tục để đưa thi hài về bên Mỹ nhưng cũng đã không thành công. Bởi vì hiện tại chúng ta cũng đã biết là bên Mỹ sẽ không chấp nhận nhập cảnh đối với thi hài đã qua đời do liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Và những người thân của ca sĩ Phi Nhung và đại diện được ủy quyền trực tiếp từ con gái ca sĩ Phi Nhung là Wendy và cũng ủy quyền cho Việt Thương thì đã phải đưa thi hài của ca sĩ Phi Nhung đi hỏa táng tại lò hỏa táng Bình Hưng Hòa. Và sau đó thì đã lên chuyến bay vào đêm ngày 8 tháng 10 năm 2021. Và sau 30 giờ bay thì nghệ sĩ Việt Thương cũng đã xuống đến sân bay Los Angeles vào buổi sáng ngày 10 tháng 10 năm 2021. Và cũng vào buổi sáng nay thì người nhà của ca sĩ Phi Nhung cũng đặc biệt là con gái Wendy và đã đưa cho cốt của chính người mẹ của mình đến tịnh xá Giác An để có thể làm lễ cầu siêu. Và cũng theo thông báo của Wendy thì tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra vào hôm 12 tháng 10 năm 2021. Và người nhà cũng như là bên ban nhạc Thúy Nga sẽ lo cho ca sĩ Phi Nhung một tang lễ được vẹn toàn.